vài tỷ đồng với chỉ hơn 10 triệu trên Amazon. Đối với các tín đồ mua sắm, át hẳn chúng ta đã không còn xa lạ với ngày Prime Day với những điều giảm giá từ 20 đến 30% và có thể lên tới 50 hoặc 70% dành cho nhiều mặt hàng khi mua trên nền tảng Amazon. Thông thường với những món đồ đắt tiền thì tỷ lệ giảm giá cũng sẽ thấp hơn. Tuy nhiên trong đợt Prime Day vừa qua, một số người cho biết họ đã may mắn khi mua được những máy ảnh và ống kính trị giá hàng ngàn đô la Mỹ chỉ với giá dưới 100 đô la Mỹ và thậm chí ít hơn nhờ săn được giảm giá 99%. Bên cạnh đó, nhiều người dùng trên diễn đàn giảm giá Slick Deals cũng cho biết, họ mua được máy ảnh đắt tiền như Sony Alpha A6000 mirrorless với giá chưa tới 100 đô la Mỹ, trong khi giá gốc của sản phẩm lên tới 550 đô la Mỹ. Theo Daily Mail đây thực ra là một lỗi xuất phát từ Amazon, cụ thể là hệ thống giảm giá sản phẩm và các trường hợp như vậy thường là ảo hoặc dẫn tới không xử lý thành công đơn hàng. Tuy nhiên ngoại lệ đã xảy ra tại Prime Day năm nay khi một số người cho biết họ đã bất ngờ nhận được những món đồ giảm giá sốc mà mình đặt mua theo đó mặc dù các đơn hàng đều là của bên thứ ba nhưng amazon đều xác nhận và thực hiện việc chuyển hàng